Thưa quý vị, Sơn La được biết đến là vùng dược liệu lớn của cả nước. Tuy nhiên thì hầu hết người dân mới chỉ dừng lại ở việc bán các sản phẩm thô ra thị trường với giá cả không ổn định. Khắc phục tình trạng này, Hợp tác xã Dược liệu Núi ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đã và đang áp dụng công nghệ chế biến dược liệu, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm từ dược liệu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. So với trước kia mà tôi làm sản phẩm đầu tấn để thu mua đầu tấn số lượng để kinh doanh thì hiện tại tôi đã chuyển sang làm sản xuất để ra sản phẩm thành phẩm, thì tôi thấy là sản xuất như thế này thì có rất là nhiều ưu thế. Nhiều năm kinh doanh các loại dược liệu thô, chị Lương Thị Chuông hiểu rõ giá trị và công dụng của từng loại sản phẩm. Với bí quyết gia truyền và mong muốn nâng cao giá trị các loại dược liệu, 2 năm trở lại đây, chị Chuông đã bắt tay vào chế biến các loại trà thảo dược, các sản phẩm từ mật ong. Hợp tác xã Dược liệu Núi cũng ra đời từ đó. Mới đây nhất, hợp tác xã đã cho ra mắt dòng sản phẩm dầu gội đầu và dầu tắm dược liệu được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Tôi đã từng chứng kiến ở ngoài thị trường rất là nhiều người bị rụng tóc và bạc tóc rất là sớm. Tình trạng rụng tóc hiện tại và hói đầu hiện tại rất là nhiều. Chính vì thế tôi đã có ý tưởng rằng là chúng ta sẽ quay về dùng cái dòng dược liệu thiên nhiên như ngày xưa các bà các mẹ đã thường dùng. Hợp tác xã Dược liệu Núi hiện có 7 thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến dược liệu. Dù mới có mặt trên thị trường 2 năm nay, các sản phẩm trà thảo dược của hợp tác xã đã dần khẳng định thương hiệu của mình. Năm 2023, sản phẩm trà táo mèo trung bình mỗi tháng hợp tác xã xuất ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm các loại. Để đảm bảo nguyên liệu phục vụ chế biến, hợp tác xã đã và đang liên kết với các hộ nông dân trong vùng thu mua các loại dược liệu sẵn có tại địa phương như táo mèo, hà thủ ô, nấm linh chi, bổ kết. Đây là thuốc gia truyền của các ông các bà truyền để lại, thì chúng tôi cứ lên rừng hái lấy xong để thu gom để xong để sao để phơi xong để thu gom để được ấy thì để bán cho các hợp tác xã. Ngoài việc bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, hợp tác xã còn tích cực tham gia các chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ thương mại và trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Các sản phẩm chế biến từ dược liệu nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao. Sau chế biến, chị Chuông đã và đang từng bước gây dựng hệ thống bán hàng tại các địa phương trong cả nước thông qua kết nối các nền tảng xã hội. Bây giờ hiện tại tôi đang muốn là nhân rộng nó lên và chúng ta sẽ làm cái xưởng nó rộng hơn và máy móc nhiều hơn. Sau đó là sẽ phát triển thành chuỗi hệ thống, mỗi một tỉnh là một nhà phân phối. Phát huy lợi thế nguồn dược liệu phong phú, thông qua chế biến, Hợp tác xã Dược liệu Núi đã linh hoạt tạo ra các sản phẩm có thế mạnh như trà thảo dược, dầu gội, dầu tắm dược liệu hay các sản phẩm chế biến từ mật ong. Đây được xem là cách làm sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Hoạt động của hợp tác xã đã góp phần tiêu thụ các sản phẩm dược liệu của địa phương, đồng thời nâng cao giá trị các sản phẩm sau chế biến, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.